Bước 1, chuẩn bị dụng cụ. Trước khi vệ sinh các em nhớ rửa tay thật sạch hoặc đeo găng tay y tế nhé. Để vệ sinh đúng cách, các em cần chuẩn bị những dụng cụ tiêu chuẩn như sau. 1. Tăm bông trẻ em, loại đầu nhỏ xíu để dễ dàng vệ sinh, luồn vào khe chân khuyên và vệ sinh không bị đau. 2. Là nước muối sinh lý. 3. Betadine hoặc Povidine hay còn gọi là cồn đỏ. Tất cả các dụng cụ trên đều có thể dễ dàng mua được ở hiệu thuốc. Ngoài ra, các em có thể mua những sản phẩm tương đồng khác tại nhà thuốc của bất kỳ hãng nào cũng được nha. Để có thể tự vệ sinh chăm sóc dễ dàng, các em nên buộc tóc cao để gọn gàng và nên ngồi trước gương để tiện chăm sóc. Bước 2, vệ sinh lỗ sỏ bằng nước muối sinh lý natri chlorid. Lấy nước muối đổ trực tiếp vào tăm bông, không đổ trực tiếp lên lỗ sỏ. Đẩy nhẹ khuyên lên để hở miệng lỗ sỏ. Sau đó, lau sạch lần lượt mặt trước và mặt sau của lỗ sỏ. Bước 3, vệ sinh lỗ sỏ bằng cồn đỏ, Povidine hay còn gọi là Betadine. Đổ cồn đỏ vào tăm bông, không đổ trực tiếp lên lỗ sỏ. Lau sạch mặt trước và mặt sau của lỗ sỏ. Bước 4, vệ sinh lại lỗ sỏ bằng nước muối sinh lý natri chlorid 9/1000. Thấm nước muối vào tăm bông, lau lại lần lượt mặt trước và mặt sau của lỗ sỏ. Lấy tăm bông khô, lau lại hai mặt của lỗ sỏ.